Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong một bản điểm tin vào mỗi buổi tối ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và đây là một bản tin rất là thường lệ và Hùng Lê thường xuyên làm để chúng ta nắm bắt được tất cả những cái diễn biến về danh mục các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành, các cái xu hướng về thị trường chung cũng như các cái mã cổ phiếu cơ cốt lõi vào mỗi buổi tối thứ sáu. Thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có ba cái nội dung chính. Phần thứ nhất thì ông Lê cùng với anh chị sẽ đi view lại danh mục tất cả các mã cổ phiếu từ nhóm trụ đến các cái nhóm ngành cơ bản như là nhóm thép, nhóm dầu khí, nhóm ngành banh, bất động sản, chứng khoán, xây lắp. Đấy là những cái nhóm ngành rất là cơ cốt lõi ở trên thị trường. Ở phần thứ hai thì Hùng cùng với các anh chị chúng ta sẽ đánh giá lại cái kịch bản phân tích tuần, tức là bản tin tuần video số 139. Chúng ta đã phân tích tuần từ 15 đến 19 tháng 8 để chúng ta đánh giá xem cái khả năng mà thị trường của chúng ta đã bứt phá cái kháng cự. Ví dụ ở VN30 và phái sinh thì cũng có đề cập đến ở vùng 1.300 đến vùng 1.305 điểm. Và đối với chỉ số index thì ở vùng 1.280 điểm thì chúng ta sẽ đánh giá xem ở trong cái tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta đã bứt phá cái kháng cự này như thế nào. Thành công hay không thành công hay là có những cái chi tiết như nào thì chúng ta sẽ đi nhìn nhận để chúng ta đánh giá lại và trên những cái cơ sở đó thì sẽ có một vài cái ý tưởng, vài cái dự báo về xu hướng thị trường trong cái tuần tiếp theo. Tất cả các mã cổ phiếu chưa được phân tích thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần, Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị ở trên những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất dưới cái quan điểm của cá nhân Hùng Lê, và sau đó thì các anh chị em có thể sàng đấu lại, có thể phân tích lại, có thể view lại để xem là những cái ý nào nó phù hợp với mình, những ý nào chưa phù hợp thì chúng ta sẽ đưa vào trong những cái quyết định đầu tư. Ok, như vậy là chúng ta cũng đã trải qua một tuần giao dịch về căn bản thì nó là khá là thành công, khá là thành công. Tất nhiên nó chưa đạt được cái mục tiêu đó, nhưng nên là tạm gọi là khá là thành công thôi. Thì đối với VIX trong tuần thì VIX đã có hai phiên bật khá là tốt và phiên kết tuần thì đóng cửa khoảng quanh vùng 68, như vậy là tạm ổn. Nhìn về mặt xu hướng thì khả năng là VIX tuần tới nó sẽ hướng lên và nó sẽ hướng về vùng 70 đến khoảng vùng 71. Ở Vinhome thì nến đóng tuần là xấu, nến tuần này tức là nó đã có một tuần tích lũy ở khoảng quanh vùng biên 61.3 và đến cây nến kết tuần thì nó bị đánh mất cái đà tăng. Đà tích lũy chính vậy nên là cái xu hướng tuần tới thì khả năng Vinhome một á, là nó sẽ tích lũy ở quanh vùng 60, trong trường hợp 60 mà không tích lũy được thì nó có khả năng, bởi vì là cái một phiên thì nó sẽ chưa đánh giá được và chúng ta phải chờ thêm cái xu hướng tiếp theo. Cổ phiếu VRE nhìn chung thì vẫn có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 28.5, tương đối là tích cực, và ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng quanh vùng 30 đến khoảng vùng 31 của cổ phiếu VNE. Vinamilk Vinamilk ở trong cái thời điểm hiện tại thì Vinamilk đang có một cái xu hướng khá là tốt của hai phiên kết tuần. Các anh chị nhìn thấy đây, lực cầu đã bắt đầu có cái thiên hướng bắt lại trụ Vinamilk. Cùng với đó thì chúng ta thấy rằng là cái đường MACD nó bắt đầu chuyển pha xu hướng, tức là nó bắt đầu có cái chuyển từ pha đỏ sang pha xanh ở đây. Điều này thì cho thấy rằng là cái xu hướng của cổ phiếu nó đang tốt lên. Ở trên góc nhìn kỹ thuật thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, Hùng đã có view cho anh chị ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 72 và biên kháng cự của nó là vùng 73 đến khoảng vùng 73.5. Và tuần này thì Vinamilk chính thức là thoát được cái kháng cự 73.5 ở đây. Và khi nó thoát được cái kháng cự với một lực cầu tốt như này thì khả năng cao thì phiên thứ hai tuần tới nó sẽ vẫn có những cái điểm test ở quanh 73.5. Thì các anh chị lưu tâm là nếu như chúng ta đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta có thể gia tăng vị thế Vinamilk, bởi vì xu hướng của nó là đang tốt dần lên và chúng ta có thể ngắm lên vùng target 77 đến khoảng vùng 78 của nhịp này. VTC thì nhìn chung vẫn chủ đạo là nó đang đi ngang tích lũy ở quanh cái vùng mình đã có dự báo ở đây, nó quanh vùng 124 đến khoảng quanh vùng 125. Đây anh chị, chúng ta nhìn thấy cái biên tích lũy ở đây và tuần tới và cái lực cầu thì nó đang có khả năng là đang tốt lên. Chính vậy nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục tích lũy lại ở quanh vùng 124 và sẽ hướng về vùng cản 130 đến khoảng vùng 131.5. SKG trong hai tuần vừa qua thì nhìn chung là nó đã bị mất cái động lực bứt phá, và đặc biệt là ba phiên của cái nến kết tuần, tức là nó thể hiện một cái đà suy yếu cổ phiếu. Với cái đà suy yếu này thì giúp Đông Kiên Giang nó sẽ quay trở lại test lại ở khoảng quanh vùng 17.5. Kỳ vọng là giữ được ở vùng 17.5 này để nó đi tiếp, chứ còn trong trường hợp của nó mất vùng 17.5 thì nó hơi xấu, và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật của SKG ở quanh 17.5. Trụ Mansan thì như trong tuần là
kéo khá là tốt, đúng không? Đúng rồi, chủ Man San thì trong tuần đã kéo khá tương đối là tốt, và ở kết tuần thì nó đã kéo về được ở vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 112.5. Nhìn chung thì phiên ngày hôm nay là một phiên lắc rất là nhẹ nhàng, bởi vì cái lực cầu, cái lực ra nó gần như là không có. Chính vậy nên là tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở cái trụ Man San ở quanh vùng 110, không thủng thì chúng ta sẽ có những cái điểm tích lũy và chúng ta ngắm lên cái vùng kháng cự cao hơn của Man San ở trong nhịp này, đó là khoảng quanh vùng 120 đến khoảng vùng 121, quanh vùng này, tức là quanh 120 khoảng 121. BVH trong tuần thì phiên thứ 6 tuần trước là tốt, và BVH thì trong giai đoạn này thì cái tính tạo lập của nó cũng đang khá là phập phù. Và trong cái xu hướng của tuần tuần kế tiếp ấy là cái đường MACD nó bắt đầu nó có cái sự chuyển pha. Đó, bắt đầu từ đây là cái đường MAC nó bắt đầu có cái xu hướng cắm đầu đi xuống, như vậy là xu hướng cổ phiếu nó sẽ suy yếu anh chị. Nhìn về mặt tín hiệu giá như thế này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhận diện ra cái điều đó, và hiện tại thì vùng 55.5 đến vùng 56.5 đó là vùng mà cổ phiếu sẽ test trong phiên ngày thứ hai, nhưng mà khả năng cái vùng này thì cũng nghĩ là nó sẽ không giữ ở vùng này mà nó sẽ đi về test lại cái điểm sâu hơn. Test cái điểm sâu hơn ở đây đó là khoảng quanh vùng 53.5 đến khoảng vùng 54, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Trụ PNG hình như cũng không ổn lắm. Nhìn chung thì PNG tuần vừa qua nó đi ở biên 112 đến biên 115 và ngắn hạn thì vẫn ngắm ở trong cái biên này, chưa có những cái yếu tố đột biến về mặt kỹ thuật để chúng ta phân tích thêm. MVG phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba rất là tốt, nhưng sau đó thì nó có đến ba cái nến trả cung. Ở trên góc độ kỹ thuật như này thì nó trả cung về quanh vùng 64.5 là đẹp này. Tức là phiên ngày thứ hai tuần tới nó phải không phá, tức là đóng nến nó phải trên vùng 64 cộng thì tạm ổn. Để chúng ta có thể kỳ vọng một cái nhịp này tích lũy ở thành công ở quanh vùng 62 và nó ngắm lên cái target của chúng ta ngắm lên đây. Sơ sơ thì sẽ ngắm từ vùng 62 mà có thể ngắm lên vùng 69 đến khoảng vùng 70, tức là hoàn thành một cái nhịp target ngắn của MWG ở đây. Chúng ta đi phân tích sang một cái nhóm ngành khá là quan trọng, đó là nhóm ngành thép. Thì đối với thép ở trong cái giai đoạn này thì cũng đang trong cái quá trình gọi là gì ạ, xây nền hình thành tích lũy và bắt đầu có những cái bước đột phá đi lên. Có hai phiên giao dịch khá là tích cực, tuy nhiên phiên kết tuần thì nó hơi đuối một tí. Đó. Thì đối với Hòa Phát thì tuần tới nó sẽ có ở khoảng quanh, dự báo ở quanh vùng 237 và sâu hơn có thể vùng 235, tức là cái vùng này nó sẽ quay trở lại để nó kiểm tra lại cung cầu quanh vùng này. Hoa Sen hôm nay trong phiên thì giữ khá là tốt, tuy nhiên kết phiên thì Hoa Sen đã bị đánh mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở đây là vùng 21. Nếu như nó test khỏe, test đẹp là nó phải đọng lại được ở trên vùng 21 cộng. Còn cây nến kết tuần ngày hôm nay là một cây nến thể hiện cái sự suy yếu nhất định của cổ phiếu Hoa Sen. Thì ngắn hạn là chúng ta sẽ như vậy là thứ hai tuần tới, những cái phiên giao dịch tuần tới thì 19.6 đến vùng 20 là cái vùng mà Hoa Sen sẽ quay trở lại kiểm tra cung cầu. Nam Kim Nam Kim trong cả tuần test rất đẹp nhưng phiên kết tuần thì nó cũng bị đuối. À, tức là vùng 21.4 bị mất, là tất nhiên là nó chưa mất xa cái biên định lượng các anh chị, nó chưa mất xa cái biên định lượng thì khả năng cao cái việc mà nó kéo lại một trong hai phiên thì nó là hoàn toàn bình thường. Do đó thì chúng ta tiếp tục bám sát thêm cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 21.4 và cái điểm sâu hơn có thể là 23 đến 25, nhưng mà cái điểm này thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm, bởi vì là cái điểm này về đến cái điểm này thì nó lại gần như là 22. Nếu như về đến cái điểm này thì gần như nó lại bị mất đi cái nỗ lực hình thành ở trước này, nên là chúng ta sẽ phải xem xét thêm. Cổ phiếu VGS nhìn chung thì nó vẫn đang trong một cái trend kỹ thuật ở đây các anh chị, và chúng ta đang hướng lên. Và cái nhịp hướng lên này thì cũng đang hướng mục tiêu đó là vùng 22, và trên cái hướng mục tiêu đó thì chúng ta phải có thêm những cái điểm gọi là gì ạ? Cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Thì vùng 17.5 tuần tới thì VGS sẽ quay về cái vùng này để chúng ta kiểm tra thêm cái tín hiệu cung cầu ở đây và chúng ta sẽ đánh giá thêm. TVN xu hướng sẽ test lại ở quanh vùng 85 đến khoảng vùng 86. TLH thì nhìn chung là tuần tới khả năng sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 10.2, khoảng quanh vùng 10.2 đến khoảng vùng 10.3, tức là nó sẽ đi kiểm tra thêm cái dữ liệu tích lũy ở đây. Nhìn chung thì TLH thì các anh chị cứ đánh từ từ, gom từ từ được rồi.
Bởi vì sao? Bởi vì là nó đã chỉnh cung khá là mạnh và nó đi về những cái vùng hỗ trợ ở quanh vùng 8 đến vùng 10. Đây là những cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh của TLH rồi. Và chúng ta có thể tính toán một cái trang kỹ thuật nó dài hơi hơn bằng cách để chúng ta gom từ từ. Rồi vừa gom chúng ta vừa nương theo những cái xu hướng chung của thị trường để chúng ta tiếp tục dò tìm thêm các cái điểm hỗ trợ cũng như các cái điểm kháng cự trong cái quá trình mà chúng ta cầm nắm cổ phiếu. Rồi bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích sang một cái nhóm rất là quan trọng, đó là nhóm ngành dầu khí. Thì đối với thời điểm hiện tại là WTI, để xem nào, xem là hôm nay WTI đang giao dịch như nào. Vàng WTI đây. WTI thì chúng ta vẫn đang nhìn chung là vẫn đang tích lũy ở quanh vùng 88 đến vùng 90. Đó, lần thứ nhất và lần thứ hai. Tất nhiên ngày hôm nay thì nó lại bắt đầu có cái sự chỉnh giảm quay trở lại. Thì nhìn chung đối với chỉ số WTI, tuần tới thì cái xu hướng, khả năng là cái xu hướng thì nó vẫn tiếp tục đi ngang ở cái biên này, trước khi mà phát đi những cái tín hiệu cầu tiếp theo. Mặt khác thì nhóm ngành dầu khí ở trong tuần vừa qua và trong các cái tuần gần đây thì nó đã có được cái lực cầu rất là tốt, chính vậy nên là cũng đã liên tục khuyến nghị các cái nhà đầu tư mà chúng ta đang cầm nhóm ngành dầu khí, ví dụ như PVS chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có những cái sự gia tăng về mặt tỷ trọng cổ phiếu. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ nói ở trong tháng 8 đi, đó ví dụ như vậy. Thì đây ví dụ ngày 10 tháng 8 này, đó thì chúng ta sẽ thu gom thêm. Đấy. P đang hút cầu PVS, PVD được nhấn rất là mạnh và được xếp top đầu trong cái nhịp mà chúng ta đánh P, bởi vì đây là hai con P gần như rất là khỏe và nó gần như nó đại diện cho nhóm P đấy, kiểu kiểu như vậy. Còn đối với GAT thì nó đó ngày mùng 5 tháng 8 đi các anh chị, đó ngày mùng 5 tháng 8 thì rồi ngày mùng 3 tháng 8 là bắt đầu chúng ta gom. Đó, gom những cái mã cổ phiếu PVS, PVD đó. Và chúng ta gom thêm. Đó, và trong phiên giao dịch ngày hôm qua ví dụ như vậy, PVS và PVD tiếp tục được khuyến nghị gom thêm. Và phiên ngày hôm nay thì PVS, PVD cũng đã có những cái lực bứt phá khá là tốt. Tuy nhiên nó không đóng cửa được cao nhất phiên nhưng nó cũng đang có những cái đà xu hướng và nhìn về góc độ kỹ thuật là chúng ta tiếp tục cầm nắm. Ok. Thì đối với GAT ở đây chúng ta đã nâng được cái target ở vùng 115 và như cũng có phân tích khả năng cái xu hướng nhịp này thì GAT sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 125 đến khoảng 130 để nó lead và nó giữ nhịp cho cổ phiếu ngành P. PLX ở trong thời điểm hiện tại cũng đang có những cái xu hướng đột phá và khả năng là chúng ta đã nhìn thấy được một cái nền tảng tích lũy của PLX rất đẹp ở vùng 39.5, vùng 40. Nhịp 1 thì Felix đã đánh lên vùng 42.5 và nó đã chỉnh cung và có 2 tuần tích lũy ở quanh vùng 42 đến khoảng vùng 42.5. Đó là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta bắt đầu thu gom thêm Felix. Đó và cái điểm mua của Felix các anh chị có thể ke ở quanh vùng 42 42.5 ở trong tuần giao dịch mới. Cổ phiếu PVS. PVS thì hiện tại là đang rất là đẹp rồi và bản thân thì các anh chị cũng có thể nắm bắt được những cái ý tưởng mà mình có phân tích cho các anh chị ở vùng 25.4 đến khoảng vùng 25.6, tức là cổ phiếu PVS sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật về quanh này. Đây là cây nến đều của các anh chị nhá. Cây nến này không tính. Vì sao nến đều? Bởi vì nó chỉ khớp khoảng tầm độ 100 cổ phiếu giá sàn thôi và sau đó nó kéo lên. Thì đây là những cái cây nến đều. Đó, thường thường ở trên sàn HNX là nó hay có những cái cây nến đều như vậy, các anh chị lưu ý. Thì chúng ta chỉ làm việc với PVS ở quanh vùng 25.4 và chúng ta nhìn thấy đây và chúng ta đã có những cái điểm test kỹ thuật rất là đẹp ở đây để chúng ta thu gom thêm. Ở mục tiêu thì PVS chúng ta sẽ ngắm về cản khoảng vùng 28 đến khoảng vùng 29 của nhịp này. PVD xu hướng đang khá là ổn định đúng không anh chị? Sau khi mà nó đạt được chúng ta đang nâng dần cái target của nó lên vùng 18. Một tuần trước thì cũng có phân tích cái điểm test kỹ thuật và cái vùng hỗ trợ 18.4 đó, 18.4 10 18.7 đấy là những cái vùng mà chúng ta tiếp tục thu gom cổ phiếu PVD với một mục tiêu nhịp này thì PVD sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 21, khỏe hơn thì có thể nâng cái target lên khoảng quanh vùng 22 nhưng mà ngắn hạn thì ta cứ ngắm ngắm ở quanh những vùng này. Trong trường hợp cổ phiếu mà bị suy yếu chúng ta chốt, bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái nhịp hồi phục kỹ thuật của nhóm cổ phiếu ngành P. Chính vậy là chỉ có khi nào mà chúng ta nhìn thấy những cái dấu hiệu kỹ thuật đây, ví dụ như vậy, đây, những cái lực chốt rất mạnh và cổ phiếu không còn đà đi nữa thì cái đó chúng ta sẽ phải bắt buộc chúng ta phải bán ra.
Cổ phiếu tiếp theo đó là BSR. Thì nhìn về cái xu hướng kỹ thuật của BSR thì chúng ta ngắm ở đây đó là vùng kháng cự mạnh ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Và trên cơ sở kỹ thuật đó thì chúng ta cũng có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây cũng rất là ổn áp ở vùng 23 đến vùng 23.5. Tuần vừa qua thì nó chỉnh về quanh vùng 24 và các anh chị nhìn thấy đây ạ, những cây nến dập dìu quanh vùng 24 và phiên này hay có hai phiên kết tuần đang rút lên. Thì với xu hướng rút lên như này thì có thể tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng kháng cự 25.5 đến khoảng vùng 26. POVK tín hiệu của POVK như thế này là yếu. Tuần này thì có một phiên, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì POVK tiếp tục công lại cái vùng kháng cự 14.3. Các anh chị lưu ý. Và vì sao mà Hùng lại đưa ra cái vùng 14.3 là cái vùng kháng cự của cổ phiếu? Thì cái đó nó không có một cái cơ sở nào để chúng ta đưa ra cả. Đó, chỉ có một cái cơ sở gọi là một cái góc nhìn thôi, một cái góc nhìn sơ bộ thôi. Thì chúng ta bảo là à, đấy là những cái vùng kháng cự đây. Đó, thế thì tuần này là nó cũng chạm đến cái vùng kháng cự và ba cái nến phiên giao dịch ngày thứ năm, ngày thứ sáu, 4, 5, 6 nó thể hiện một cái đà gì ạ? Đà trượt xu hướng. Tức là cổ phiếu có xu hướng suy yếu. Thì với cái xu hướng suy yếu như thế này thì tuần tới POVK sẽ có ở khoảng quanh vùng 13.3 đến khoảng vùng 13.5. OI ở đây chúng ta ngắm vùng kháng cự 14, đồng thời chúng ta cũng có thêm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 12.8 đến khoảng vùng 13. Thì với những cái tài khoản mà các anh chị cầm OI thì chúng ta có thể canh gom OI tại vùng hỗ trợ và lên đến vùng kháng cự này chúng ta tạm thời chúng ta bán bớt và chúng ta đảo ngắn ở trong một nhịp ngắn như vậy, chờ những cái tín hiệu kỹ thuật nó tốt hơn, tối ưu hơn. Cổ phiếu PVB cũng đã được khuyến nghị mua đầu tư ở trong cái nhịp này. Phiên ngày hôm nay PVD gọi là đã đóng nến rất đẹp lên đến tận vùng 17, nhưng mà nhìn như thế này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là phe bán đã chiếm ưu thế ở những cái phút cuối kết thúc trận đấu. Thì về mặt kỹ thuật thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm vùng hỗ trợ kỹ thuật của PVD ở khoảng quanh vùng 15.7. 15.7. Các anh chị cứ về quanh 15.7 thì chúng ta nhả thêm. Đó, sẽ test cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 15.7 và chúng ta sẽ ngắm lên khoảng vùng 18, 18.9 ở trong nhịp này. Thì đối với P là như vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành xây lắp, các anh chị, xây lắp bất động sản, đầu tư công, một số cái mã cổ phiếu như vậy. Thì bộ đôi đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó là DIG, đúng không ạ? Nói đến bộ xây lắp thì không thể thiếu DIG được. Thì đối với DIG là về mặt kỹ thuật hiện tại là DIG gần như đã hoàn thành những vùng target mục tiêu mà chúng ta đặt ra ở đây, đó là quanh vùng 40 cộng, ok các anh chị, 40 cộng và ngắm lên cái điểm xa hơn đó là vùng 45. Thì trên cơ sở đó thì DG đã có 2 tuần tích lũy ở quanh vùng 38.5 đến vùng 39. Nhìn nhìn cái xu hướng như thế này thì gần như là DG nó lại đang bị căng cơ. Nó bị căng cơ, chính vậy nên là xu hướng thì tuần tới khả năng là nó sẽ quay trở lại test lại ở biên 38.5 đến biên 40, cũng sẽ đánh giá thêm. Nói đến thứ hai đó là sell, cặp đôi này thì không thể thiếu được. Thì đối với tín hiệu của sell á là chúng ta đang đang gì ạ? Đang vận hành từ cái vùng 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 bao nhiêu, 26 27, và chúng ta đã nâng được cái target đầu tiên, các anh chị, nâng được cái target đầu tiên đó là nó đã chính thức cán cái vùng 36. Vậy thì sau khi mà nó đã cán được cái vùng 36 rồi, tức là nó đã hoàn thành được cái nhịp một, các anh chị, vậy thì nó sẽ phải có một cái sự chỉnh cung, cái sự rung lắc nào đó. Thì các anh chị nhìn thấy đây đây là những cái sự chỉnh cung và rung lắc, là tuần này nó tiếp tục cán 36 nhưng mà diện nó không thể vượt được đó. Và vì sao chúng ta lại đưa cái kháng cự của cổ phiếu này là vùng 36 mà lại không phải vùng 37, 38, 39 đó? Một số các anh chị hỏi là anh ấy bây giờ làm thế nào mà anh ấy bảo là 36 là kháng cự, nhưng em bảo là 42 mới là kháng cự cơ, ví dụ vậy, hoặc là em bảo 40 mà nó mới là kháng cự. Thì cái câu chuyện là nó cũng khó lắm các anh chị. Đó, để mà bảo là bây giờ bảo vì sao vùng đưa ra cái vùng 36 thì đấy có thể là một cái phần nó là một cái phản xạ thôi, hoặc là một cái kinh nghiệm mà gọi là chắt góp ở trên thị trường, nhưng nó chả có cái cơ sở nào để bảo là nhịp này là 36 là kháng cự. Nhưng mà rõ ràng các anh chị cứ nhìn thấy là ví dụ như là 3 tuần à 2 tuần trở lại đây, đúng không? Cái vùng 36 nó không vượt được á. Cứ chạm 36 là bị đạp về. Đó, chạm 36 bị đạp về. Như vậy thì chứng tỏ nó là vùng kháng cự rất là mạnh, đúng không? Vậy thì nó sẽ chỉnh về đâu? Đó, thì chúng ta sẽ dò lại cái hỗ trợ quanh 33.7 34, và khả năng cao thì thị trường nó sẽ còn lắc. Chính vì vậy thị trường nó vẫn còn lắc nên là sell sẽ còn lắc và nó sẽ chỉnh về cung về khoảng quanh vùng 33.
sẽ là hợp lý. Rồi, cặp đôi tiếp theo đó là cổ phiếu HBC. Thì đối với HBC là ba cây nến kết tuần là ba cây nến suy yếu. Chính vậy nên anh chị hết sức lưu tâm, bởi vì mục tiêu ở trong giai đoạn hiện tại là cũng đang hướng về cản 23 đến vùng 24. Đó, và hai tuần gần đây là nó công cản nhưng mà nó công không thành. Tuy nhiên nó vẫn có một cái điểm tích cực, đó là gì ạ? Đó là vùng 21 nó vẫn giữ được. Vậy thì tuần tới các anh chị lưu tâm cho vùng 21 này nhá. Đất xanh, nói vui với mọi người là siêu sóng thì cũng đúng thôi, đúng không ạ? Và đất xanh chúng ta đã có những cái khuyến nghị thu gom từ vùng 19.5 đến vùng 20. Và thứ nhất là nó đã hoàn thành được những cái vùng giá mục tiêu rất là quan trọng tuần trước. Ví dụ tuần trước nó hoàn thành vùng 27, và tuần này thì chúng ta đang tiếp tục ngắm lên cái vùng kháng cự 30 đến vùng 30.5. Ở phiên ngày hôm nay hơi thất thế một tí. Tuy nhiên cái lực cung, lực cầu vẫn đang có xu hướng thắng lực cung ở những cái phút cuối, như vậy là tạm ổn. Và nhìn về xu hướng thì chúng ta vẫn tiếp tục kỳ vọng đạt được cái target ở khoảng 30-30.5, sau đó sẽ chỉnh cung. Chỉnh cung rung lắc tích lũy để tiếp tục công những cái vùng kháng cự và cao hơn, đó là vùng 33.6, 40 và vùng 45. Thì hiện tại là Hùng đang ngắm target dài của đất xanh, nó là lên tận 45 cơ. Tuy nhiên là để lên được cái target này thì các anh chị không vội vàng. Chúng ta sẽ có những điểm mua, chúng ta sẽ ke những cái điểm mua sau những cái trận mà thị trường rung lắc khoảng tầm 30, 40 điểm, 50 điểm, sẽ có những cái điểm mua rất là đẹp. Và để nhận các cái điểm mua đó thì các anh chị, đây ví dụ đất xanh đó, thì chúng ta đã có một cái hành trình rất là dài đối với mã cổ phiếu đất xanh, đúng không các anh chị? Rất là dài. Và thậm chí là những cái điểm test có thể mua thêm. Đó, những cái điểm test là hoàn toàn có thể mua thêm, và đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây, một cái hành trình chúng ta đã đánh đất xanh rất là dài. Và đến thời điểm này chúng ta vẫn tiếp tục bám các cái tín hiệu kỹ thuật của đất xanh. Và tuần tới thì chúng ta cứ tạm thời là chúng ta sẽ ngắm cái hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 27 và ngắm lên vùng kháng cự 30-30.5. Ở cổ phiếu DXS mới được khuyến nghị mua thôi. Và đối với DXS thì Hùng cũng đang ngắm một cái trend kỹ thuật ở đây đang khá là hay, khi mà nó hình thành được cái biên 16-16.5. Tuần tới, hai tuần này nó đã đi siết khá là chặt ở vùng 18.4, và kỳ vọng từ cái nền này thì sẽ bứt phá lên vùng 20 cộng, sau đó nó sẽ chỉnh cung và sẽ căn các cái điểm tiếp theo để chúng ta gom. Cặp tiếp theo sẽ là SCR và LDG. Thì đối với SCR trong cái thời điểm tại nó vẫn đang đi siết khá chặt ở vùng giá 12. Cũng chưa rõ được cái ý đồ tạo lập là họ sẽ đang tích lũy thêm cổ phiếu ở vùng này để đánh bật lên. Nói chung là cổ phiếu này nó phải đánh bật lên khoảng vùng 14 cộng, và cái lực cầu nó sẽ phải duy trì khoảng tầm từ 8 đến khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu. Đó, SCR sẽ đánh khi mà lực cầu nó sẽ rơi được khoảng vòng tầm 8 đến 15 triệu cổ phiếu. Giai đoạn này đang là giai đoạn nó cái tiền nó chưa vào. Đó, tiền lớn nó chưa vào nên là nó cũng chỉ đang đánh dắt riêu thế này thôi. Còn khi nào mà nó chạy thì nó sẽ chạy khá là thằng ngon đấy. LDG cũng như vậy, LDG trong những cái yếu tố tạo lập thì bây giờ hiện tại ít nhất là chúng ta đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 11.3. Song song với nó chúng ta có vùng 10.6, và các anh chị có thể đang cầm LDG, chúng ta có thể quanh vùng 10.6, và tuần tới mà thị trường ổn định, đó, mọi thứ nó ổn áp thì chúng ta lại gom thêm ở quanh 10.6 thôi, nó hoàn toàn ok. Cái cặp tiếp theo đó là HDG và HDC. Đó, HDG thì trong tuần vừa qua nó tiếp tục công lại vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 54 đến vùng 55. Đồng thời thì nó có cái điểm test cung ở khoảng quanh vùng 55.2. Nhìn trên mặt nhìn về mặt ý đồ thì khả năng cao là tạo lập vẫn tiếp tục có một nhịp kéo ở đây về quanh vùng 60, rồi khi đó nó mới có thể kết thúc cái nhịp sóng này, nhịp sóng tăng này của HDG. Nên là vẫn tiếp tục có thể cầm nắm thêm. Rồi, cổ phiếu HDC thì siêu đẹp rồi các anh chị. Đấy, HDC là siêu đẹp rồi. Tuần này thì chính thức là HDC đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 52 trên cơ sở kỹ thuật những cái điểm test cung 46.5. Như vậy thì tại sao ông lại đưa cho các anh chị một cái vùng 46.5, và tại sao ông lại đưa cho anh chị một cái vùng 52 để chúng ta hiểu được rằng là gì? Khi mà cổ phiếu mà nó test về khoảng quanh vùng 46.5 ở đây, đấy là cái vùng mà anh chị thu gom thêm. Còn chạm với vùng kháng cự 52 thì các anh chị có thể chốt bớt đi. Đó, ví dụ như vậy. Rồi ok, và HDG ngày hôm nay hơi tiếc một tí. Đó, lúc đã có lúc suýt soát gần tần. Nhưng mà sau đó thì cái lực chốt nó tương đối là mạnh, chính vậy nó không giữ được cái giá cao nhất phiên. Nhưng nhìn chung vẫn đẹp. Đó, vùng 51 đến vùng 52 các anh chị có thể canh gom thêm với những cái tài khoản chúng ta đang cầm, với mục tiêu là ngắm kháng cự 60
Và xa xăm hơn thì có thể vùng 70, nhưng mà cái trước mắt là ngắm cái vùng 60 đã. Xa hơn thì tính sau, cứ từ từ. Ở cái cặp tiếp theo đó là cặp C2. C2 hiện tại thì team của ông Lê cũng đang theo đuổi mã cổ phiếu này với một mục tiêu, với một mục tiêu là như thế nào nhỉ? À rồi, với một mục tiêu khá là dài thì đây các anh chị cùng sẽ phân tích cho các anh chị một cái mô hình. À, một cái mô hình rất là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật đó các anh chị, nhịp sóng này. Và tại những cái thời điểm mà khi đó C2 nó có khoảng giá 18 thì Tùng đã khuyến nghị gom, và chúng ta bắt đầu một cái hành trình mà C2 nó đánh từ vùng 18 lên tận vùng 55. Và anh chị nhìn thấy đây là một cái mô hình gì ạ? Một cái mô hình lá cờ. Đây là cán cờ, đây là lá cờ. Và cái lá cờ này nó chỉnh ở trong một cái biên hẹp, và sau đó thì đến một cái ngày rất là đẹp trời, tạo lập họ hút dòng tiền và họ đánh, gọi là đánh một chạm này. Chỗ này là chỉ đánh xe thôi này. Đó, để làm gì ạ? Đây là cái điểm mấu chốt để nó thoát khỏi cái lá cờ. Và sau đó thì nó hình thành một cái sóng tăng. Sau đó thì nó hình thành một cái sóng tăng, một cái sóng tăng gọi là khủng hoảng luôn trong năm 2021 và kết thúc vào đầu năm 2022. Thì thời điểm hiện tại á thì Hùng cũng đang ngắm thấy đây là có thể nhá, có thể các anh chị nhá. Hùng vẽ sơ sơ thế này thôi để các anh chị hình dung. Thì đây là một cái cán cờ. Rồi các anh chị. Và sau đó thì tạo lập họ cũng sẽ thiết lập một cái lá cờ nho nhỏ đây, chỉnh cung đấy, chỉnh cung kỹ thuật một cái lá cờ như kiểu kiểu như này đó. Và cái lá cờ này nó sẽ khi mà lên đến vùng 28 á, ngắm ngắm là bây giờ ngắm 28 thì nó sẽ đạp về khoảng quanh vùng 22 hay 23 gì đây đó, nôm na nó như vậy. Và sau đó thì nó cũng sẽ có những cái điểm gọi là những cái điểm hút kỹ thuật ở đây, ví dụ nó xảy ra như 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 trong cái mô hình mà nó đã từng đánh như vậy. Đó, và từ đây mà nó có những cái điểm hút kỹ thuật và nó bắt đầu nó bứt phá đi lên, thì đây mới là một cái trend kỹ thuật mà phải nói là vô cùng tuyệt vời đối với mã cổ phiếu C2, là lưu tâm. NBB đuối quá. NBB. Nhìn chung thì NBB cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu 20, đánh từ vùng 15 lên 20 là cũng khá khá rồi. Đó đúng anh chị, chúng ta cũng đã có một target nho nhỏ xinh xinh rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng tích lũy của 19.5 đến khoảng vùng 20. Nôm na là C2 đánh thì MBB, NBB nó cũng sẽ đánh thôi, và chúng ta sẽ ngắm vùng 23 đến khoảng vùng 25. Trước mắt là ngắm lên target vùng 23, sau đó thì ngắm lên vùng 25. Bộ tiếp theo đó là cổ phiếu FCN. FCN cũng đuối quá. Đầu tư công có vẻ đuối quá. Tuần trước thì nó đánh lên được vùng 17, tuần này thì lại yếu rồi, chiều rồi, vùng 15, 15.5 dự kiến sẽ test lại cung. VCG thì cũng đúng như dự đoán của Hùng Lê đúng không anh chị? Và nó đã quay về vùng 22 đến khoảng vùng 2.5 chỉnh lại cung cầu ở đây. Nhìn chung về xu hướng thì nó đang hơi đuối, đuối con cá chuối, chính vậy nên là tuần tới thì nó sẽ kiểm tra lại vùng 22. Trong trường hợp vùng 22 mà không giữ được thì khả năng thì nó sẽ còn nhúi thêm một nhịp nữa, tức là nó sẽ nhúi về khoảng quanh vùng đây này, 20 mấy đây ta? 20.8 đến khoảng vùng 21, trong nỗ lực tích lũy tại vùng đó thành công thì chúng ta lại tiếp tục ngắm lại vùng kháng cự 23 đến khoảng vùng 24. LCG cũng đuối. LCG sau những cái điểm bứt phá lên và nó có ba cây nến như thế này là ba cây nến đuối, đuối con cá chuối. Đồng thời các anh chị có thể nhìn thấy đây, ví dụ đường MACD nó đang xanh và bắt đầu nó đỏ này. Nó đỏ này là nó có vấn đề. Đó, còn vấn đề như thế nào, nghiêm trọng hay không nghiêm trọng, hay là nó chỉnh về đâu, thì cái đó chúng ta phải bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên để chúng ta phân tích. Đó, vùng 11.2 đến vùng 11.5 dự kiến sẽ là quay lại test ở đây, và khi cái vùng này giữ được thì ok, còn nếu mà không giữ được thì như vậy là chúng ta lại phải tính toán LCG ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nó sâu hơn ở quanh 10.5. Tức là về mặt kỹ thuật, về mặt xu hướng cổ phiếu các anh chị, chúng ta sẽ không chống lại được các anh chị, chúng ta không chống lại được đâu, và chúng ta chỉ nương theo nó thôi. Ví dụ như khi nó về đến vùng 10.5 và bắt đầu nó dập dìu, ví dụ như vậy, nó dập dìu đây và nó hình thành đi lên, thì bắt đầu từ cái vùng này chúng ta lại gom thêm đó để chúng ta đảo hàng chém cá. Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cái quá trình thực chiến ở trên thị trường nó rất là quan trọng các anh chị, nó đòi hỏi khá là nhiều các cái kiến thức, khá là nhiều đó, theo quan điểm của mình như vậy. Bộ tiếp theo đó là TDH. TDH xem nào. Vẫn chưa có những cái yếu tố đột biến, vùng 54, 57 hỗ trợ và vùng 68 vẫn là kháng cự.
DRH trong tuần nó bắt đầu chỉnh cung, và đối với quan điểm của mã cổ phiếu DRH các anh chị lưu tâm đó là gì ạ? Đó là chúng ta gom dài đánh dài. Chính vì vậy nên là cứ cổ phiếu chỉnh về những cái vùng hỗ trợ, ví dụ về đến vùng 9.45 tan một ít, tuần sau nó có vùng 8.8 đến vùng 9 ta lại ăn tiếp, và mục tiêu thì chúng ta sẽ gom cái lượng hàng nó đủ ở trong một cái góc nhìn, gọi là sau một cái nhịp đánh lên thì bao giờ nó sẽ có những cái nhịp test trả lại cung, và đó là những cái nhịp test trả lại, đó là những cái cơ hội để chúng ta mua các cái mã cổ phiếu định hướng với một cái giá chiết khấu nó tối ưu hơn và nó tốt hơn. Ok. Đối với ITC, ITC thì tuần này đã chính thức là đạt được cái target ở khoảng vùng 16 đến khoảng vùng 16.5. Dự kiến chỉnh cung thì nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 15, ổn định thì chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng 19 đến khoảng vùng 20, và đây cũng là một cái target khá là tuyệt vời đối với mã cổ phiếu ITC. Cái bộ tiếp theo đó là Nam Long và KDH, chúng ta sẽ xem nào. NLG, Nam Long thì có vẻ là phiên này bị chốt mạnh rồi. Như vậy là Nam Long tuần thứ hai chúng ta tiếp tục công vùng kháng cự 43.5 đến vùng 44. Và vùng kháng cự này vẫn công không thành. Cây nến kết tuần như này nó báo hiệu một cái sự công không thành. Thế thì tuần tới chúng ta sẽ kiểm tra lại ở khoảng quanh vùng kháng cự 41.5, hỗ trợ kỹ thuật ở đây ở khoảng quanh vùng 40 đến khoảng 40.5 ở đây. Các anh chị lưu tâm thêm đối với mã cổ phiếu Nam Long. KDH ở giai đoạn hiện tại nó hơi nặng mông. Mục tiêu break vùng 40 có vẻ khá là khó khăn. Tuy nhiên không sao, chúng ta đánh cổ phiếu mà chúng ta phải kiên nhẫn thôi. Đánh kiên nhẫn. Tuần tới thì khả năng nó lại quay trở lại 38.3. Điểm sâu hơn thì là giải phải tính toán 37.5 đến khoảng vùng 38, 37.5 vùng 38 ở đây. Đây là vùng hỗ trợ khá là đẹp, và kỳ vọng với góc độ kỳ vọng của Hùng thì Hùng sẽ kỳ vọng là nó sẽ ổn định ở vùng này để tiếp tục cái gì anh tiếp tục một cái xu hướng đánh lên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành cũng hết sức là quan trọng và then chốt, đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì thời điểm hiện tại thì nhóm banh cũng đang có những cái góp gọi là những cái góp sức cho thị trường ở trong những cái giai đoạn khá là quan trọng, tức là có những cái thời điểm mà cần nhóm banh đánh thì nhóm banh đã vào vào đánh và giữ nhịp và giữ chỉ số cho thị trường, thì đấy là những cái thời điểm mà tạo lập người ta cũng nâng đỡ những cái chỉ số thị trường và nâng đỡ các cái nhóm ngành theo quan điểm khủng ở trong giai đoạn hiện tại khá là tốt. Ok. Đối với Vietcombank, Vietcombank thì đã hoàn thành, chính xác là nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 82. Vớt vát ở đây thì có thể là ở quanh vùng 80, 80.5 nó sẽ có những cái điểm test trả lại cung, và hướng ngắm thì có thể vẫn ngắm về vùng 84 đến khoảng vùng 85 đối với Vietcombank. MBB ở trong thời điểm hiện tại cũng đang bắt đầu hình thành một cái sóng lên, các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy rồi. Và những cái thời điểm mà chúng ta có phân tích thu gom đối với mã cổ phiếu MBB, tất nhiên là cái target của nhóm banh thì nó chưa được bao nhiêu cả đúng không ạ? Chỉ có nhóm chứng khoán mới là được cơ bản thôi, chứ còn nhóm banh target đang còn bé tí. Từ vùng 24 mà bây giờ mới đánh lên được khoảng quanh vùng 2228 đi. 4.000 4/4/24 với được khoảng tầm 15-16%, tức là banh nếu như chúng ta mua đúng những cái nhịp mà ông đã có phân tích ở đây thì đạt được khoảng tầm từ 10-15% trung bình là như vậy. Thì MBB là trong tuần vừa qua nó cũng đánh khá là tốt, khi mà nó có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây vùng 263-27, 267. Tuần tới có thể test lại quanh vùng 274, và mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm lên khoảng vùng 28.5 đến khoảng vùng 29 của nhịp này, và cái vùng này là vùng kháng cự rất mạnh của MBB. Đó, và nó phải đánh breakout được cái vùng, nó phải đánh breakout được cái vùng này thì khi đó thì thị trường của chúng ta sẽ đi vào những cái con sóng khá là tưng bừng đó các anh chị. Đấy, tất cả là chờ chờ vào banh và chứng khoán thôi, chứ cũng chả chờ vào banh chứng khoán bất động sản và trụ thôi các bạn này, một số cái mã đấy, nhóm ngành đấy. Rồi BIDV như vậy tuần này BIDV cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu 41 đến 41.5 và nó đang quay trở lại gì đấy các anh chị, quay lại lấp gáp. Ở nhịp lấp gáp này dự kiến ở quanh vùng 387 đến khoảng vùng 39, và lấp gáp thành công thì MBB xin lỗi cả nhà BID tiếp tục quay lại công cái vùng kháng cự 40.5 đến khoảng vùng 41. Ở trong nhịp này, trong miếng đánh này và trong nhịp sóng này thì quan điểm kỹ thuật cùng là BIDV sẽ đánh lên một cái target cao hơn. Đó, ít nhất nó cũng phải đánh lên được khoảng tầm vùng 46 đến khoảng vùng 47, 48 ở đây.
Các anh chị cứ chờ đi. Sau một cái nhịp mà thị trường nó sẽ chỉnh cung, và đối với cái câu chuyện là để mà thị trường đánh tiếp không phải là một mạch cái nó đánh thẳng lên nó lên đâu. Ví dụ ông nói ví dụ nhé, đây là hai cái kịch bản mà ông đã tiên lượng ở trong đầu. Nếu như tuần tới mà khỏe, thị trường khỏe á, mà các cái mốc kỹ thuật mà nó không bị phá vỡ thì nó chỉ test về đến đó thôi. Còn nếu trong trường hợp mà index của chúng ta chỉnh cung về khoảng quanh vùng, tí nữa từ tí nữa ông sẽ phân tích đâu nhỉ. Nếu như trong cái trường hợp mà index của chúng ta sẽ chỉnh cung về quanh vùng 1270 đến khoảng vùng 1272 73 điểm ở đây. VN30, khả năng VN, nếu như VN30 mà chỉnh cung về quanh vùng này thì BIDV nó sẽ về đâu? BIDV nó sẽ về đây. Nó sẽ về ở vùng 37. Đó, vậy thì chúng ta bình tĩnh để chúng ta phán đoán xu hướng để lên được target 46, không phải ở đây nó cắm đầu lên, nó sẽ có một cái sự chỉnh cung ở đây. Chỉnh cung tích lũy nền ở đây, và đấy sẽ là những cái thời cơ, những cái cơ hội để chúng ta thu gom cổ phiếu. Nó đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi các anh chị. Đó, chứ không có cái gì chúng ta phải vội vàng hết trơn á. Vậy thì chúng ta đã định lượng được cái đường đi của nó như vậy thì hãy đưa vào mục tiêu, hãy đưa vào sổ sách, và khi nào như nào thì chúng ta sẽ hành động theo cái hướng đó. Rồi, BIDV xong rồi, đến công thương đi, CTG. Công thương thì ngắm xem nào. Công thương tuần này hơi đuối nha. Công thương bị mất vùng 28.5 là hơi đuối. Tuần tới thì như vậy là nó sẽ quay lại vùng 28. Và đối với công thương thì cái nền 28 này nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng các anh chị. Nó mất rất nhiều thời gian để nó break qua cái nền 28. Chính vậy nên cái nền 28 này nó sẽ vô cùng quan trọng, tổ quốc ta ơi. Đó, và nó phụ thuộc vào cái kịch bản của index tuần. Trong trường hợp nếu như khỏe thì nó chỉ về 28 thôi, còn trong trường hợp mà index bị yếu hơn đó thì có thể nó sẽ chỉnh về quanh vùng 27, rồi từ cái vùng này nó sẽ tích lũy chỉnh cung ở đây, tích lũy tạo nền, và chúng ta vẫn tiếp tục hướng cái vùng giá mục tiêu của công thương ở khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 30.5. Không hiểu sao nhưng mà Hùng Linh cảm thấy cái nhịp này thị trường nó khá hơn rất nhiều, khá hơn rất nhiều so với các cái nhịp tăng trước. Chính vậy nên là các cái nhịp chỉnh cung của cổ phiếu khả năng nó cũng sẽ khá là nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ chờ thêm cái linh cảm đấy nó có đúng không. Vùng 38 đến vùng 38.5 vẫn là hỗ trợ kỹ thuật của Techcombank, và hướng lên thì vẫn hướng về về vùng 41. TP Bank ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 28 và vẫn ngắm lên vùng kháng cự 29.5 đến khoảng vùng 30. Break được cái kháng cự này thì chúng ta sẽ tính toán những cái phương án tiếp theo. Cổ phiếu STB trong tuần cũng đã có những phiên giao dịch khá là đẹp, đã đánh lên được vùng 26 cộng. Tuy nhiên sau đó thì nhóm bank cả một tuần gần như chỉ giao dịch lình xình, và bắt đầu nhóm này bắt đầu đi vào một cái nhịp chỉnh cung. Như vậy thì tuần tới nó sẽ ngắm về khoảng quanh vùng 24.5 đến khoảng vùng 25, và tại đây thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá về mặt xu hướng. SHB sau một nhịp mà SHB đánh phiên giao dịch ngày thứ hai, nó đánh trên 40 triệu và đánh kịch trần thì nó đã bắt đầu quay trở lại cái nhịp test cung kỹ thuật. Như vậy tuần tới ở vùng 15 15.3 chúng ta sẽ tiếp tục thu gom, hoặc là cái điểm sâu hơn ở 14.5 thì không biết có hay không, thì chúng ta cứ phải chờ thêm cái đã. Đó. Nhưng ngắn hạn là chúng ta sẽ ngắm luôn cái vùng 15 này thì khả năng cao là sẽ có ở trong tuần tới. Liên Việt Postbank nhìn chung thì cũng các cái cổ phiếu nhóm bank thì đang đánh khá là giống tông, xu hướng chỉnh cung, và tuần tới chúng ta đang ngắm ở vùng 15 đến khoảng vùng 15.2. BBB thì nặng quá nhỉ, quá nặng luôn. Không sao, nặng thì ta sẽ kiên nhẫn theo cái kiểu nặng mới biết làm sao được, bởi vì chúng ta không phải là những nhà tạo lập các anh chị. Đó, những nhà tạo lập thì họ mới kéo cổ phiếu đi được, còn chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta chỉ có cách duy nhất đó là chúng ta bơi theo những cái xu hướng của các cái nhà tạo lập, và tạo lập họ xu hướng họ chưa đánh lên thì thôi mình đành chịu thôi. Tuần tới lại ngắm lại đây rồi, vùng 13.2, 13.5 BBB. Rồi ra xem ABB xem nào. ABB thì nhìn chung vẫn giữ nhịp khá là tốt, mục tiêu thì công thủng vùng 12 thôi. Khi công thủng vùng 12 thì chúng ta sẽ ngắm lên các vùng cao hơn, và ngắn hạn thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, khả năng là nó sẽ chỉnh về quanh vùng 10.5 đến khoảng vùng 10.6 này dự kiến. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán. Nhóm ngành chứng khoán là một trong những cái nhóm ngành có thể nói là thành công nhất ở trong cái giai đoạn vừa qua.
và target của nhóm ngành chứng khoán là target mắc nhất, tốt nhất, tối ưu nhất, và có những mã cổ phiếu đến thời điểm hiện tại mua theo những cái khuyến nghị của ông Lê thì bây giờ nó đã đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là mã cổ phiếu VX chúng ta sẽ lấy ở quanh vùng tham chiếu là 9.5, thì chúng ta sẽ lấy 15 trừ đi 9.5 là được 5.5 chia cho 9.5, như vậy là được 57%. Các anh chị, cổ phiếu VX đã chạy được 57% kể từ những cái điểm mua đầu tiên. Như vậy là nhóm ngành chứng khoán của chúng ta đã cực kỳ thành công nhất là nhóm ngành chứng khoán. Hoặc là ví dụ như chúng ta sẽ xem cổ phiếu VCI. Đó, VCI thì nó chia cổ tức các anh chị nhá, nhưng các anh chị có nhìn thấy hai cái khiên này không ạ? Nó nằm ở đây. Tức là từ vùng 22 mà chúng ta đã đưa lên được cái vùng kháng cự khoảng 36. 35 36 đi, cho 35 đi. Đó, 22 trừ đi 35 chia 13 chia cho 22. Chạy được khoảng 59%. Ok anh chị, như vậy là nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành thành công nhất trong cái nhịp mà chúng ta phân tích vừa qua. Và đến thời điểm hiện tại thì nhóm ngành này vẫn đang có những cái dư địa để có thể đưa lên những cái target cao hơn. Chính vậy nên là trong những cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật thì ông Lê thường có những cái khuyến nghị cho anh chị bắt thêm. Và đối với cổ phiếu VX là lần thứ tư bắt thêm. Ngày hôm qua thì bắt thêm ở biên 13.7-14, phiên ngày hôm nay lại tiếp tục bắt ở quanh 14.5-14.6. Và đây là lần thứ tư chúng ta bắt thêm mã cổ phiếu VX. Điều đó chứng tỏ là cái gì? Điều đó chứng tỏ là xu hướng của nhóm ngành chứng khoán đang rất tốt. Đó, bởi vì nó tốt thì chúng ta mới gom thêm được, đúng không ạ? Và chúng ta dự báo rằng là còn có những cái target cao hơn thì chúng ta mới gom thêm. Thế còn nếu mà hết target thì chúng ta gom làm cái gì, đúng không ạ? Hết target thì chúng ta sẽ canh để chốt. Như vậy là nhóm ngành chứng khoán là một trong những nhóm ngành thành công nhất sau cái nhịp chỉnh 6 tháng đầu năm đến thời điểm hiện tại đó. Rồi ok, đối với VCI sau khi chia cổ tức các anh chị, chạc của nó trước chia cổ tức thì nó nằm ở đây, nhưng sau chia cổ tức nó bị tụt xuống mà đó, nhận thêm tiền, nhận thêm cổ phiếu thì nó sẽ bị tụt xuống. Và sau khi chia cổ tức thì VCI đang giao dịch hết sức là tích cực các anh chị, những cái tín hiệu giao dịch như này là cực kỳ tích cực luôn. Nó đã có những điểm test lại ở quanh vùng 35, như vậy là khả năng cao thì với ý đồ tạo lập hiện tại thì VCI sẽ tiếp tục kéo lên một nhịp nữa, tức là sẽ kéo lên khoảng 40 đến khoảng vùng 42 sau chia đó. Cổ phiếu HCM thì tuần này cũng đã chính thức hoàn thành vùng giá mục tiêu mà chúng ta đưa ra, đó là vùng 28.5. và các anh chị lưu ý là HCM thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng hồi từ vùng 17.5 đến vùng 18, đến thời điểm hiện tại là nó đã hoàn thành mark target trong nhịp phân tích. Như vậy sau khi nó hoàn thành mark target rồi thì nó sẽ chỉnh cung các anh chị, nó sẽ chỉnh khoảng quanh vùng 27.4, mục tiêu sẽ chỉnh về quanh 27.4, hoặc mà sâu hơn sẽ là vùng 26.5. ở đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ tích lũy, gọi là những cái xu hướng tích lũy cấp 2 trong cái lý thuyết O'Neil ông O'Neil O'Neil gì đó, ông không nhớ lắm đó. Và từ cái vùng tích lũy này thì sau khi mà tích lũy xong á thì cổ phiếu sẽ tiếp tục xu hướng trước đó. Và cái xu hướng trước đó nó là xu hướng gì? Xu hướng trước đó nó là một xu hướng tăng điểm các anh chị. Xu hướng trước đó nó là một xu hướng tăng điểm. Vậy thì theo cái ông O'Neil ấy, O'Neil gì đấy, thì sau khi mà nó tích lũy xong thì nó sẽ tiếp tục phát đi cái xu hướng tiếp theo. Nó phát đi cái xu hướng tiếp theo. Và cái xu hướng tiếp theo này nó sẽ tiếp tục cái xu hướng trước đó là xu hướng tăng điểm. Thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng HCM tăng điểm. Và chúng ta thử nhìn lại trong quá khứ. Ví dụ như vậy, trong quá khứ thì cái ông O'Neil nó có đúng không? Ví dụ như vậy. Đấy, thì chúng ta nhìn thấy đây là những cái nhịp mà chen lên, đúng không ạ? Đó, vậy thì sau một cái giai đoạn sóng lên này thì nó tích lũy lại. Đây là một cái nhịp tích lũy của HCM ở đây. Rồi tích lũy thành công thì nó lại tiếp tục phát đi cái xu hướng trước đó là xu hướng tăng. Đó, vậy thì ở đây chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng những cái yếu tố kỹ thuật như vậy. Vậy thì ở những yếu tố kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ ngắm như thế nào? Chúng ta cứ bình tĩnh, đúng không ạ? Và nhịp này thì chúng ta ngắm lên khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 33. Đấy, cứ bình tĩnh như vậy. Rồi khi mà nó đạt được cái vùng này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta phân tích. Đó. Cổ phiếu SSI cũng được khuyến nghị thu gom thêm. Đây, ví dụ đây các anh chị có thể nhìn thấy đây, SSI cũng được khuyến nghị thu gom thêm phiên ngày hôm nay, phiên ngày hôm qua ăn thêm 246 247 ăn thêm, phiên nay lại 25 35 35 là ăn thêm đó. Thì là chúng ta cứ không sao cả, cổ phiếu chúng ta nhìn ngắm nhìn đẹp, đúng không, có những cái tín hiệu kỹ thuật đẹp thì chúng ta có thể chúng ta ăn lên. Thì đối với SSI nó cũng đang hình thành một cái xu hướng tích lũy cấp 2 ở đây. Xu hướng này rất là quan trọng. Nhóm ngành chứng khoán nó
đi tích lũy thấp lũy trong 2 cái tuần vừa qua nó là một trong những cái yếu tố then chốt để có thể giúp thị trường chúng ta tiếp tục có một cái hành trình tiếp theo. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cổ phiếu tăng giá rồi và nó tích lũy và nó không có cái dấu hiệu bị sọt thủng á, thì cái trend của nhóm ngành đó nó sẽ tiếp diễn. Và khi cái trend của nhóm ngành nó tiếp diễn, mà đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán, thì nó lại là một trong những yếu tố kỹ thuật cực kỳ quan trọng đối với thị trường chung của chúng ta. Đấy, nó móc xích, nó nhiều thứ lắm các anh chị. Đó, thị trường chứng khoán nó không không đơn lẻ, và nó phải thâu tóm hết được tất cả những ý đồ đó, những ý tưởng đó, thì chúng ta mới có được một cái phương án chiến lược nó tối ưu. Đó, quan điểm như vậy. Thì đối với SSI đó, nó đang có hình thành được quanh cái vùng 24.5 tương đối là đẹp. Và với một cái mục tiêu như vậy thì chúng ta sẽ ngắm lên ở khoảng quanh vùng 28 đối với SSI. Ở cổ phiếu VND, VND cũng đang tạm ổn. VND. Thì đối với VND đây các anh chị, chúng ta có vùng cản 22.8, và tại sao lại lấy 22.8 là vùng cản mà không phải là 23? Đó, cái câu chuyện là rất nhiều anh chị em hỏi Hùng như vậy thì nó cũng khá là khó. Thì có thể 22.8, 23 cũng được, nói chung ở đây. Nhưng mà các anh chị nhìn thấy là cái vùng 22.8 vùng lấy rất là chuẩn đúng không ạ? Cứ chạm về 22.8 mà đổ, cây này đổ này, cây này đổ này. Cây này đổ đến cây này cũng như vậy, tức là nó có một cái gì đấy, nó có một cái điềm báo gì đấy, hoặc là nó có một cái uẩn khúc gì đấy ở quanh vùng 22.8, mà cổ phiếu cứ về đến đấy là cổ phiếu lại chỉnh làm đảo đó. Nhưng đối với VND nó có một vùng 21.4, vùng 21.7 ở đây khá là ok, rất là tuyệt vời. Thì ngắn hạn sẽ ngắn hạn thì chúng ta sẽ tiếp tục bám sát những cái tín hiệu và kỳ vọng một cái cây nến phá vỡ cái tính gọi cái phá vỡ cái vùng 2, gọi là đốt vía. Đấy, hay là phá dớp đi, phá dớp cái vùng 22.8 này đi. Khi mà khả năng là cũng sớm thôi, theo quan điểm của vùng nó cũng sớm thôi. Và chúng ta sẽ ngắm lên vùng 25 đến khoảng vùng 26 của VND, nhịp này là khá là hợp lý. Tạm ổn. Cổ phiếu FTS cũng đẹp quá, tạo lập rất hay. Thì đối với FTS là các anh chị có thể xem lại những cái phân tích cùng Lê ở quanh vùng 26.5, hình như cổ phiếu này có chia. Và chúng ta nâng target lên 32, từ 32 chúng ta nâng target lên 37, và từ 37 thì chúng ta nâng lên đâu? Chúng ta nâng lên 40. Và hoàn thành 40 thì chúng ta sẽ nâng lên 44 đến 45. Đó là cái quan điểm của Hùng, chúng ta cứ xây từ từ. Đi đến đâu chúng ta xây đến đấy. FTS hiện tại đang khá là ok. MBS ở đây chúng ta thấy rằng là MBS cũng đã chia cổ tức đấy các anh chị. Chạc kỹ thuật ở trên này thì bây giờ nó rơi tõm xuống thế này rồi. Không sao cả. Thì sau khi chia thì chúng ta làm việc với cổ phiếu sau khi chia, đó là vùng 19.5 đến vùng 20, đây là vùng trơ lắc của nó. Tuần tới khả năng nó sẽ chỉnh cung tích lũy trong biên này để chúng ta tiếp tục ngắm target sau chia, tiếp tục là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở quanh vùng 22. CTS cũng đang rất là đẹp. CTS thì các anh chị có thể bắt đầu xem những phân tích cùng Lê từ vùng giá 13.3 đến vùng 14, và cái đích đầu tiên mà chúng ta ngắm đến là đích 20 thì nó đã hoàn thành rồi. Đó, và từ vùng 14 mà lên đến vùng 20 là 6 chia 14 đã là một target khá là tương đối, nên là ông nói rằng là nhóm ngành chứng khoán là chúng ta bắt rất thành công. Và đến thời điểm hiện tại thì CTS đã break cản 23, một cái cản cực kỳ quan trọng ở đây. Và khi nó break cái cản này rồi thì thôi, biển trời mênh mông tôi bơi ngày ấy. Các anh chị, mênh mông lắm, ít nhất là 28. Khả năng là 28. Sau đó thì sẽ có thể ngắm lên ở khoảng vùng 32 đến khoảng vùng 33, đấy là những cái target xa. Tuy nhiên là cái đó cứ bình tĩnh từ từ, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải có cái điểm tích lũy, tích lũy nền ở đây. Như vậy là ông break xong rồi thì ông phải test lại cái vùng 23 này, và đây là một cây nến test, hai cây nến test, ba cây nến test ở trên vùng 23 cộng cực kỳ đẹp. Đó là những cái cơ sở để chúng ta dự báo cái xu hướng tiếp diễn của cổ phiếu CTS các anh chị nhá. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bộ đôi BSI, là một mã cổ phiếu được khuyến nghị phân tích đầu tư, và đến thời điểm hiện tại thì có thể nói là BSI đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuần trước nó đã hoàn thành rồi, sau đó nó chỉnh cung và sau đó nó lại có một cái nhiệm vụ mới, nó hoàn thành nó lại còn đẹp hơn nữa cơ. Đó, tuần này nó đánh break lên vùng 30 cộng, thì đây sẽ là những cái phiên test cung, và dự kiến nó sẽ test đến hết khoảng phiên ngày thứ ba. Sau đó thì chúng ta sẽ ngắm lên 32.5 và sơ sơ thì khả năng là sẽ ngắm lên 36 của nhịp này. Xu hướng cũng đang tương đối là ổn định. Cổ phiếu BVS. BVS cũng cực kỳ đẹp rồi các anh chị nhá. BVS là đẹp, đẹp như kiểu khỏa thân.
mà trên thực tế thì chưa biết là kiều khỏa thân như nào, nhưng mà nghe bảo đẹp lắm. Đẹp các anh chị, đẹp vì sao? Thứ nhất đó là về mặt chiến lược là chúng ta đã có được cái target đầu tiên, đó là vùng 23, chính thức là trong tuần trước nó đạt được và nó chỉnh cung, và tuần này tiếp tục nó công lại vùng 23. Hai cây, bốn cây nến test và cây nến kết tuần cực kỳ đẹp luôn, nó đang hướng lên trên vùng 24 cộng. Như vậy là chúng ta sẽ có thể ngắm vùng 26. Và một cái kịch bản đẹp nhất đó là em này sẽ kéo break lên khỏi vùng 26, sau đó nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 25 đến khoảng vùng 26, tiếp tục kéo lên target khoảng quanh vùng 35. Đó, và nếu như kịch bản này mà chúng ta hoàn thành được thì đấy sẽ là một cái trận đánh đối với mã cổ phiếu BVS cực kỳ tuyệt vời. MAGR và MVX, hai con này cõng nhau. Đó, con AGR thì nó đang cứ bình tĩnh từ từ, đúng không bạn anh chị? Đó thì ít nhất là đến thời điểm hiện tại AGR cũng đã bắt đầu cho chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn, tối ưu hơn. Đối với AGR thì cũng đã bắt đầu phân tích từ quanh vùng 9 9.5 cho anh chị, hướng về target 12. 12 hoàn thành rồi thì nó chỉnh cung và nó đang tích lũy ở biên 11.6 đến biên 12. Đây là biên mà được cùng khuyến nghị các tài khoản mà chúng ta đang cầm tiếp tục thu gom ăn thêm, với mục tiêu là kéo vượt lên vùng 14 cộng, sau đó trả cung. Và trả cung xong mà nó đây này, cái ý tưởng Hùng đã phân tích từ đây đó các anh chị, sau khi chỉnh cung và nó kéo lên vùng 14 cộng thì nó test lại đây này, test thành công ở quanh vùng 14 cộng và lực cầu tiếp tục được đẩy vào khoảng trung bình. Em này mà đánh khoảng tầm đây khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy sẽ là những cái kịch bản rất là tuyệt vời để chúng ta có thể nâng những cái target của em này lên khoảng quanh vùng 18 đi. Đó, và lên mua từ vùng 9 mà đánh lên được tận vùng 18, là 9 nhân 2 18, là các anh chị cũng thừa hiểu đúng không ạ? 9 nhân 2 18 là như thế nào rồi đúng không ạ? Quá là tuyệt vời, quá là sướng luôn, không sướng mà phê nữa. Đó, nếu như AGR của chúng ta đạt lên được target 18. Rồi cổ phiếu VIX cũng kẹp cùng với cổ phiếu AGR, hai con này được khuyến nghị song song cùng nhau. Đến thời hiện tại là nó cũng đang phê rồi. Đó, tuần này hơi tiếc một tí thôi, hơi tiếc một tí là phiên ngày hôm nay nó đá hơi mạnh, nó chốt hơi mạnh, nhưng còn không là sẽ break 15 cộng ở đây. Đó, và khi mà cổ phiếu này mà thoát được 15 cộng á, sau đó thì nó sẽ ngắm lên. Đó, theo những quan điểm kỹ thuật cùng thì dự báo ở nhịp này nó khoảng về quanh quanh khoảng vùng giá 10 17 các anh chị, khả năng sẽ về quanh này. Cổ phiếu APG cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư ở trong nhịp này, thì đối với APG các anh chị cứ túc tắc từ từ bình tĩnh mà gom, đúng không ạ? Khả năng thì APG sẽ chỉnh cung về quanh vùng 7.7 đến khoảng vùng 8. Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục gom một nhịp nữa. Mục tiêu thì đối với APG nó sẽ break vùng 9 và sau đó thì hướng cản 10 cộng và 11. Về mặt ý tưởng của APG mà nó đánh ấy, thì chúng ta cũng sẽ hướng đến một cái kịch bản nó dài hơi hơn, đó là nó đánh về quanh 10 và sau đó test cung lại và tiếp tục nó có một cái lực tích lũy ổn định ở đây trước khi mà nó hướng đến những cái target cao hơn. Và đối với APG khi nó đánh ấy, thì tạo lập của đội này cũng kinh phết đấy, nó kéo cũng cũng tương đối đó, thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu ORS cũng được ORS cũng được khuyến nghị đầu tư. Đối với ORS cũng được khuyến nghị đầu tư và mục tiêu đầu tiên là chúng ta phải công cản 17 năm đến vùng 18. Và trong tuần này thì ORS đang quay lại chỉnh cung ở quanh biên 15 15.3, và cái biên này thì các anh chị có thể cũng có thể chủ động để thu gom thêm. Đó. Cổ phiếu TCI ở trong nhịp này cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư. Thời gian được phân tích khuyến nghị đầu tư và ngắn hạn thì chúng ta đang ngắm cản 11.5, đồng thời nó sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh 10.7. Thì các anh chị ở tuần tới chúng ta có thể gom thêm ở quanh vùng 10.7 đối với mã cổ phiếu TCI. Đó. Như vậy là hiện tại thì xu hướng của nhóm ngành chứng khoán vẫn đang là một trong những cái xu hướng tốt nhất và tối ưu đối với tất cả về 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 mặt quan điểm về mặt thị trường chung của chúng ta. Ok, hiện tại thì thị trường trời nó đang mưa nên có khả năng là cái việc thu âm nó sẽ bị ồn hơn, nó sẽ bị ồn hơn, nên là các anh chị em của chúng ta sẽ cố gắng một tí. Hùng sẽ dừng lại và Hùng sẽ không có phân tích các cái mã cổ phiếu nữa, và chúng ta sẽ đi nhìn ngắm lại thị trường chung. Còn đối với những mã cổ phiếu nào mà các anh chị cần được có những cái ý kiến tư vấn
thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần, thì Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị. Như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái tuần giao dịch vừa qua, tuần giao dịch video số 139 của các anh chị. 139 thì 139 ở đây thì trên cái cơ sở là Hùng Lê cũng có đánh giá khá là chi tiết các cái bộ chỉ số tham số của thị trường, ví dụ chỉ số Dow Jones, WTI, giá thép, giá than, giá gỗ và một số các cái mã cổ phiếu liên quan đến anh Hạ cũng như anh Đức, Bầu Đức, đúng không anh chị? Đồng thời thì chúng ta cũng có nói đến các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của bộ ba tham số chung của thị trường, đó là chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số VN Index. Thì chúng ta cùng nhìn qua cái chỉ số VN30, đúng không anh chị? Chúng ta có nói đến những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1270 đến vùng 1273. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây 1270 đến 1273, thì nhìn chung là trong tuần vừa qua, phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường tạo gáp luôn, thị trường tạo gáp luôn và thị trường không quay trở về test về cái vùng 1270. Như vậy là cái xu hướng của thị trường rất là khỏe, đúng không anh chị? Rất là khỏe. Còn đối với chỉ số VN30F1M thì chúng ta cũng có nhìn ngắm cái hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1266 điểm ở đây. Và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì cái chỉ số này nó cũng không không quay trở lại test test cung ở đây, mà nó tạo gáp tăng và sau đó thì nó tiếp tục tăng. Đối với chỉ số VN Index, thì chúng ta có nói đến vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây chúng ta sẽ xem lại ở quanh vùng 1255 đến 1250 điểm. Đó thì trên cái góc độ kỹ thuật ở đây thì anh chị có thể nhìn thấy rằng là cái vùng 1250 điểm, 255 điểm ở đây thì chỉ số này cũng không có test về, và trong phiên ngày thứ hai thì chỉ số đã tạo gáp và tiếp tục bứt phá đi lên. Như vậy thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của thị trường nó đã rất là khỏe rồi. Đó là chứng tỏ rằng là thị trường nó rất là khỏe rồi. Và đối với cái vùng kháng cự, đúng không ạ? Thì trong tuần thì Hùng Lê có phân tích cái vùng kháng cự ở đây đó là VN30 và phái sinh sẽ hướng cản ở vùng 1290 đến 1295. Và sau đó thì chúng ta sẽ hướng cản ở 1300 cộng. Đối với chỉ số VN Index chúng ta có cản tuần ở vùng 1270 và sau đó hướng lên vùng 1280 cộng. Thì các anh chị có thể nhìn lại, chúng ta sẽ quan sát lại đây là cái chỉ số của VN30. Đây các anh chị. Vậy thì trong tuần là sau khi mà trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số này đã tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở quanh vùng 1290 đến khoảng vùng 1295 ở đây. Và sau đó thì chỉ số VN30 đã đạt max target mà có phân tích ở trong các diễn biến tiếp theo ở vùng 1305 điểm. Đối với chỉ số phái sinh thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số này đã đạt cái vùng kháng cự 1295 và sau đó thì nó hướng lên vùng 1305 điểm và max target đã đạt được ở vùng 1310. Đấy, ông sẽ search cái từ khóa 1310, tức là trong tuần thì chúng ta đã có những cái phân tích đó trong cái phiên ngày 17 tháng 8. Đấy, trong phiên ngày 17 tháng 8 lúc đó thì khoảng bao nhiêu mấy giờ ạ? Lúc đó thì khoảng 9:41 ngày 17 tháng 8. Đây, ngày 17 tháng 8 anh chị. Thì ông đã có phân tích cái xu hướng vận động của phái sinh sau khi nó công cản ở vùng 1305. Đó, VN30 đã công 1300. Đó, và sau khi mà nó hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu này thì VN30 sẽ tiếp tục công cản ở 1305 và phái sinh sẽ hướng cản 1310 và xa hơn thì 1320. Nhưng max target ở trong phiên giao dịch của ngày 17 tháng 8 đạt được là 1310. Lúc đó mới có 9:41 các anh chị, tức là thị trường vừa mới vào phiên giao dịch. Ok. Rồi, bây giờ thì Hùng sẽ có một vài cái góc nhìn cho các anh chị về mặt xu hướng của thị trường trong tuần tới. Chúng ta sẽ nói đến chỉ số Index nữa. Thì đối với Index là Hùng có ngắm cản ở đây là vùng 1270 điểm các anh chị, đúng không ạ? Đây. Chúng ta có Hùng sẽ quay lại 139, chúng ta sẽ nói về cái kịch bản trên 139 trước. Anh chị em của chúng ta cố gắng một tí, bởi vì là trời nó đang mưa nên là có thể nó sẽ hơi bị ồn một tí. Thì đối với chỉ số Index đồng là ngắm cản 1270 và sau đó sẽ là 1280 cộng ở đây các anh chị nhá. Đó thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. Đó, nhìn ở đây thì cản 1270 là nó đã đạt được ở trong phiên giao dịch của ngày thứ 3 và đến phiên giao dịch của ngày thứ 4 và ngày thứ 5. Các anh chị, phiên giao dịch ngày thứ 4 và ngày thứ 5
thì nó tiếp tục công cản 1280. Tất nhiên là có những phiên mà nó vượt qua, nhưng các anh chị nhìn thấy rằng là cái xác suất chung, cái mẫu hình chung, đúng không các anh chị? Đây các anh chị này, đây này, đây này, đây. Đó, vậy thì cái cản 1280 là một cản rất mạnh của thị trường. Đó, trong cái tuần vừa qua. Như vậy thì trong tuần video số 139 thì chúng ta đã có những cái phân tích dự báo về mặt hỗ trợ cũng như kháng cự, và đối với kháng cự của thị trường thì gần như là bộ ba tham số của thị trường đã đạt mắc cái target mà chúng ta dự báo. Ok, vậy thì tuần giao dịch mới thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên những góc độ như thế nào, thì các anh chị lưu tâm dùng lên một số các cái yếu tố kỹ thuật như sau. Thứ nhất, đối với chỉ số VN Index, khả năng cao thì index sẽ quay về ở vùng 1260 đến khoảng vùng 1262, nó sẽ kiểm tra cung cầu vùng này. Trong trường hợp tích lũy ổn định thành công thì cũng sẽ phân tích một cái kịch bản tích cực. Trong trường hợp nếu như nó bị phá vỡ cái vùng 1260 ở đây thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dự báo một cái kịch bản nó xấu hơn đối với thị trường, đó là ở vùng 1245 đến vùng 1250 điểm. Và trên góc độ kỹ thuật thì cũng có phân tích với anh chị rồi, đó là trong cái thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta sẽ có những cái vùng hỗ trợ then chốt, vùng hỗ trợ then chốt, và về mặt quan điểm kỹ thuật thì cái biên 1240, 1245, 1250 ở đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ then chốt của thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo. Các anh chị lưu ý như vậy. Và trên cơ sở mà thị trường của chúng ta tiếp tục giữ thành công được ở những cái mốc này thì chúng ta lại tiếp tục cái gì ạ? Chúng ta lại tiếp tục dự báo index của chúng ta sẽ tiếp tục công lại cản gì ạ? Cản 1270, sau đó hướng cản 1280 và xa xăm hơn thì có thể hướng lên vùng 1295 đến khoảng vùng 1300 điểm. Và cái vùng này thì cần cái sự phân tích khá là chi tiết trong tuần thì mới có thể đưa ra những cái dự báo sát hơn và tối ưu hơn. Còn đối với mặt chỉ số VN30 thì cái xu hướng của tuần tới đó là nó sẽ kiểm tra lại cái vùng 1285 đến vùng 1290. Đây là cái vùng mà tâm lý của thị trường và chắc chắn là VN30 khả năng là sẽ đi về đây. Trong cái trường hợp vùng 1285 bị mất thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 1270 đến khoảng vùng 1273 điểm. Và cái vùng này cũng là những cái vùng hỗ trợ về mặt tâm lý thị trường rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện tại các anh chị nhá. Nó trong cái thời điểm hiện tại nó là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng ở đây. Và chúng ta sẽ đánh giá thêm trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Còn đối với chỉ số VN30 F1M thì các anh chị lưu ý cái tuần này là cái tuần mà sau khi mà đạt mark target trong cái phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh á thì nó khớp chặt. Đây là nó khớp chặt kỹ thuật giữa hợp đồng phái sinh tháng và hợp đồng phái sinh quý. Cái phiên ngày hôm nay là cái phiên nó khớp chặt, chính vậy nên là nó làm cho thị trường hơi méo mó. Đó, nó làm cho thị trường hơi méo mó một tí. Vậy thì sau cái phiên khớp chạc rồi á, thì tuần tới thì dự báo cái khả năng là xu hướng nó sẽ ổn định hơn. Trên góc độ kỹ thuật là nó sẽ kiểm tra vùng 1275, 1280. Ok, 1275 đến 1280 đây. Và sau đó chúng ta sẽ ngắm đến cái vùng ở đây mình đã có vẽ đây này, vùng 1268, 1266. Và xa hơn sẽ là vùng 1260 đến vùng 1262. Như vậy là VN30 và phái sinh chúng ta có một cái góc nhìn, khả năng là nó sẽ đồng pha ở khoảng quanh vùng 1260, 1265. Tất nhiên là VN30 thì cũng đang để ở cái vùng kỹ thuật cao hơn ở đây. Đó, và chúng ta sẽ có thêm những cái sự phân tích ở trong tuần tới. Và những cái tín hiệu kỹ thuật này, những cái tín hiệu giao dịch này thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái sự định lượng. Ví dụ như chẳng hạn như trong phiên giao dịch ngày thứ hai, thị trường của chúng ta tích lũy thành công ở vùng 1275, 1280, phái sinh chỉ ở đây thôi. Rồi sau đó VN30 của chúng ta cũng chỉ ở vùng 1285 đến vùng 2290 thôi, và index của chúng ta vẫn tiếp tục ổn định ở quanh vùng 1268 đến 1270 thôi, chứ mà khả năng là khó, cái vùng 1268 này nó tạo gap ở đây thì kiểu gì nó cũng lấp lại, đúng không ạ? Nên là index của chúng ta cứ ổn định ở quanh vùng 1260, 1262, 1265 ví dụ như vậy, thì cái câu chuyện của thị trường của chúng ta sẽ sang một cái bước ngoặt khác và cái tín hiệu khác. Nhưng trong trường hợp nếu như đồng loạt nó phá vỡ các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật thì xu hướng thị trường của chúng ta nó lại chuyển sang một cái cục diện tiêu cực hơn. Đó. Vậy thì ở cái câu chuyện Hùng có chia sẻ ở đây đối với tất cả những anh chị em nhà đầu tư là gì? Chúng ta không thể chống lại xu hướng cổ phiếu, chúng ta không thể chống lại xu hướng thị trường. Đó. Một mình chúng ta chống lại xu hướng thị trường thì khác gì là Don Quixote gọi là phi ngựa sắt. Phi ngựa thật lên cầm đao để mà chiến đấu với cối xe gió, đúng không anh chị? Đó, nó một cái hình tượng tương tự như vậy thôi. Đó, vậy thì cả cái thị trường nó vận động thì chúng ta phải nương theo những cái xu hướng thị trường. Mà để nương theo được cái xu hướng thị trường thì đầu tiên chúng ta phải hiểu bản chất của thị trường.
rồi chúng ta hiểu cái cách vận động của thị trường, hiểu cái cách vận động của VN30, VN30 F1M và VN Index, để rồi từ đó chúng ta dự báo những cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, rồi dự báo những cái ngưỡng kháng cự của thị trường, để chúng ta biết được ở những cái vùng nào thì chúng ta nên mua vào, ở cái vùng nào chúng ta nên bán ra. Chia sẻ một cái ý tưởng nữa đối với tất cả những anh chị em, Hùng sẽ bật cái chart ngày của Index nha. Đó, tuần này ta dành thời gian để ta phân tích cái ý tưởng một tí. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, đối với chart ngày của Index thì Hùng đang hơi tiếc nuối, tức là nhẽ ra trong phiên ngày hôm nay mà Index tuần mà chúng ta đóng cửa trên cái ngưỡng này, tức là 1.285 điểm cộng ở đây, thì cái xu hướng tuần tới nó sẽ sang một cái trang sử mới, nó rất là đẹp. Tuy nhiên là khi mà tiệm cận lên đến cái vùng 1.280, nó lại tiếp tục thất bại trong phiên ngày hôm nay. Chính vì vậy nên là chúng ta có thể nhìn ngắm ở đây thì các anh chị nhìn này đây nhá. Đây là kênh xu hướng các anh chị, ok, đây là kênh xu hướng. Thì đến thời điểm hiện tại là cái kênh xu hướng của thị trường của chúng ta, đó là chỉ số VN Index của chúng ta đang gì ạ, đang hướng lên. Như vậy là nó đang ở nằm trong một cái chuỗi ngày tích cực, là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là nó gặp cản 1.280 thì nó sẽ chỉnh cung. Vậy thì chúng ta cũng đang ngắm rồi, tức là vùng 1.260 đến vùng 1.262 của chỉ số VN Index, đúng không anh chị? Và trong cái trường hợp nếu như mà Index mà không giữ được cái đó, thì chúng không giữ được cái vùng đó, thì nó sẽ có vùng 1.245 đến vùng 1.250 điểm ở đây, sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mang tính bước ngoặt, và nó mang tính then chốt đấy các anh chị, then chốt để quyết định cái xu hướng cục diện của thị trường đó. Và nó test về những cái vùng này là những cái vùng test rất đẹp. Nếu giữ được và tạo lập, họ giữ được ở đây, thì chắc chắn là thị trường của chúng ta sẽ vượt cản 1.300 điểm đối với chỉ số VN Index. Chắc chắn là như vậy. Nếu như cái vùng 1.245 đến vùng 1.250 điểm mà chúng ta giữ vững được, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có những cái cơ hội để bứt tốc, thị trường của chúng ta để bứt tốc về vùng 1.310 điểm, và thậm chí ở 1.330 đến 1.350. Đấy là những cái dự báo về mặt chiến lược dài hơi các anh chị. Đây là chiến lược dài hơi, và chúng ta sẽ bám sát thêm những cái ý tưởng như vậy, những cái ý đồ như vậy đối với những cái phân tích của cá nhân Hùng Lê. Ok, và quay lại cái chặt ngày thì chúng ta vẫn nhớ cái hình ảnh này đúng không ạ? Vẫn nhớ cái hình ảnh vui vui ở đây, và rất may mắn là đến thời điểm hiện tại thì cái mặt này vẫn đang cười các anh chị. Và chính thức là chúng ta phân tích một cái sóng lên của thị trường. Hùng Lê đã bắt đầu phân tích một cái sóng lên của thị trường khi mà Index của chúng ta gọi là gì ạ? Gọi là test lại vùng 1.150 đến 1.160. Và Hùng đã có phân tích khá là kỹ cái ý đồ là sau khi mà nó chỉnh lên, nó kéo lên vùng 1.219 đúng không các chị, về nó test về đây. Và tại thời điểm đó thì Hùng có vui vui vẽ một cái mặt cười, tức là như thế nào? Đây là một cái cánh tay bên này, thì bên này là một cánh tay bên này. Đó, và ở đây là cái đầu, đây là cái đầu này. Đó, thì các anh chị cũng có thể là trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi đây là mô hình gì ạ? Mô hình hai đáy, hoặc là mô hình V kép. Đó, thế còn lại là vai đầu vai như thế nào nhỉ? Hơi chưa mường tượng ra, nhưng mà ít nhất là ngắn hạn là chúng ta sẽ ngắm được, chúng ta kỳ vọng được những cái câu chuyện về thị trường, có thể cái bức tranh về GBD trong quý 3 và những cái yếu tố đầu tư công, rồi những cái nguồn tiền có thể được bơm ra thị trường. Và thêm một cái cú hích nữa, đó là 29 tháng 8 à, tức là khoảng cuối tháng 8 này thì thị trường của chúng ta đã được rút ngắn xuống mùa T1.5 à, gì đó. Nói chung là tóm lại là chiều ngày T2, bình thường là T3 thì chúng ta mới giao dịch được, nhưng mà bây giờ chiều ngày T2 là tiền đã về và cổ phiếu đã về. Như vậy chúng ta đã rút ngắn được một ít về cái quãng thời gian, và giúp cho chúng ta có thêm cái dòng tiền lưu động, giúp cho chúng ta có thêm những cái chủ động ở trong cái trong những cái giao dịch trên thị trường. Thì đấy sẽ là những cái cú hích mà sẽ giúp cho thị trường của chúng ta sôi động hơn, và cái giá trị giao dịch nó được đẩy lên căng hơn. Bởi vì khi cái tốc độ quay vòng của dòng tiền được rút ngắn lại, thì chắc chắn là cái giá trị giao dịch của thị trường nó sẽ được đẩy lên tương đối là lớn. Ok, thì đấy là một vài những cái ý tưởng về quan điểm của cá nhân Hùng Lê, thì các anh chị em cũng có thể tham khảo thêm trong những cái quyết định đầu tư. Và một lần nữa thì cũng rất là trân trọng và kính mời tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư chiến binh trên từng con sóng ở trên khắp mọi miền tổ quốc, mà chúng ta đã nghe được những cái bản live stream của Hùng Lê, nghe được những cái quan điểm phân tích về mặt kỹ thuật và những cái tư duy về mặt chiến lược, thì cũng mời các anh chị về với Hùng tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta nhận được thêm những cái phân tích mang tính trực tuyến, mang tính gọi là bước ngoặt tại những cái thời điểm mà thị trường nó có những cái dấu hiệu, hoặc là cổ phiếu nó có những cái dấu hiệu bứt phá, thì để chúng ta không bỏ lỡ những cái cơ hội đầu tư. Và
Cái quan điểm khi mà Hùng Hùng Lê làm cái kênh cộng đồng chứng khoán Chiến binh điện tử có sóng đó là gì? Đó là chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hỗ trợ trên cái con đường đầu tư. Cố nhân của chúng ta đã có một câu nói rất là hay và Hùng cảm thấy khá là tâm đắc, đó là gì? Nếu chúng ta muốn đi nhanh thì chúng ta đi một mình. Tức là nếu mà chúng ta cứ đi một mình ở trên thị trường chứng khoán thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị đập, sớm muộn gì cũng có một ngày nào đó chúng ta sẽ bị rơi xuống hố sâu. Nhưng chúng ta muốn đi xa. Đi xa có nghĩa là gì? Tức là chúng ta đi trong một quãng đường rất là dài, có thể là 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới hoặc 15 năm tới, thì chúng ta phải đi gì ạ? Chúng ta phải đi nhiều người. Chúng ta phải đi trong một cái tập đoàn, chúng ta phải đi trong một cái đội nhóm. Và trong cái đội nhóm đó thì ví dụ như là có 100 con người thì sẽ có 100 cái đầu, sẽ có 100 gọi là 200 cái cánh tay, đúng không ạ? Và sẽ có 100 cái tư duy để hỗ trợ cho nhau. Đúng không ạ? Các anh chị hoàn toàn có những phân tích ngược lại cho ông Lê và ông Lê cũng sẽ có những phân tích của anh chị, và hai bên chúng ta khớp nối những phân tích đó nó hài hòa, thì như vậy là cái quá trình đầu tư của chúng ta nó sẽ tốt hơn, sẽ tối ưu hơn. Ok, bản tin tuần đến đây là hết. Ông Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta trong một cái tuần giao dịch tiếp theo. Và trên những góc độ như vậy, trên những cái kỳ vọng như vậy thì Hùng vẫn tiếp tục đánh giá khả quan là tuần tới thị trường sẽ chỉnh cung nhẹ nhàng, và trên cơ sở những cái điểm chỉnh cung tích lũy tạo nền đó thì chúng ta sẽ có thêm cái sự phân tích mới.